Mấy cái thẻ bài này chất lượng tốt thật đấy, như các bạn thấy đấy, nó vừa dày mà nó còn vừa có vân nữa này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy vân của thẻ bài này. Hình ảnh minh họa thì rất là đậm chất của Miko luôn, nhìn là biết của Miko liền. Các bạn có thể biết những cái tựa game của Miko qua cái series nổi tiếng như là The Architects of the West Kingdom hoặc là Raiders of the North Seas. Chào mừng các bạn đến với Dungeons & Dragons. Hôm nay chúng ta sẽ cùng unbox một trong những tựa game mà mình vừa nhận được từ nhà phát hành Daily Magic Games. Nhà phát hành Daily Magic Games nổi tiếng với các tựa game của Valeria như là Card Kingdoms of Valeria, Shadow Kingdoms of Valeria, hay là mới đây nhất là một tựa game mà mình đã đưa lên channel, Castellans of Valeria. Nào, hãy cùng xem nhà phát hành Daily Magic Games gửi cho mình nhé. Khi mà mở các hộp game ấy, thì mình thường hay có thói quen là mở từ đáy hộp lên. Một phần là mình muốn kiểm tra coi là cái chất lượng packing, chất lượng đóng gói các sản phẩm của cái nhà phát hành hoặc là của cửa hàng nó như thế nào. Tại đa phần ấy, họ chỉ bỏ rất là nhiều bảo vệ ở phía trên đầu hộp mà thôi, họ không có bỏ dưới đáy hộp. Hooray, mọi người mở ra xem nào. Ủa, cái này là cái gì? Ồ, cái này là cái túi, là một cái tote bag. Cái túi này là túi vải, nó thân thiện với môi trường, chứ không phải là túi ni lông. Ồ, mình không biết là họ có túi vải luôn ấy. Đây là cái đơn hàng mà mình nhận được, như các bạn thấy nó sẽ ghi là description là sản phẩm là gì và cũng như là cái mục đích của sản phẩm. Tại vì cái sản phẩm này là hàng review, là nhà phát hành gửi tặng để review nên là thường chỉ dùng để review chứ không được bán lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem bên trong này có gì. Mình thì mình chỉ request, mình chỉ yêu cầu là xin cái bản Siege of Valeria là một tựa game một người mà thôi. Ủa, cái này nó có tới 2 hộp lận này. Ồ, vậy là họ gửi luôn cả một cái expansion và thêm sticker của Daily Magic Games cũng như là sticker của Valeria. Valeria là một cái thương hiệu của cái hãng Daily Magic Games. Ồ, mình không ngờ là họ gửi thêm nhiều đồ như vậy luôn đấy. Mình chỉ yêu cầu có một cái hộp Siege of Valeria này mà thôi. Thì cái Siege of Valeria campaign ấy là nó giúp cho các bạn chơi theo cái game của Valeria này theo một chiến dịch, nó có một cái storyline hoàn toàn luôn. Còn Siege of Valeria không, là một tựa game tower defense, tựa game thủ thành ấy, mà dành cho một người và có thời gian chơi, nếu mình nhớ không nhầm, là tầm 15 tới 20 phút một game. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp xem bên trong này nó có cái gì nhé. Một tựa game này khá là nhẹ đấy. Đây là cái quyển luật này. Quyển luật thì rất là bình thường thôi, nó không có gì hết, nhìn là biết của Valeria của Miko liền. Đây là những thẻ bài rồi những cái thành phần trong game. Ấn tượng đầu tiên của mình ấy đó là cái thành phần này. Nếu các bạn chơi Valeria rồi thì các bạn sẽ biết trong Valeria nó có 3 tài nguyên chính, đó là vàng, sức mạnh là strength và cũng như là màu xanh dương này là tượng trưng cho magic, là phép thuật. Nhưng mà trong này thì nó không có màu vàng mà nó thay bằng màu cam. Còn cái thẻ này thì cũng khá là thú vị đấy. Tại vì thường mình chơi các game của Valeria là các thẻ nó là thường thể hình chữ nhật, riêng thẻ này là thể hình vuông. Thú vị đấy. Ấn tượng đầu tiên của mình về những thẻ bài này là chất lượng rất là tốt. Các bạn nhìn thấy này, trên thẻ bài nó có những cái texture, nó nào là line and finish ấy. Tức là nó in line này lên như thế này, chứ nó không đơn giản là in những cái thẻ bài lên tờ giấy trắng không đâu. Wow, chất lượng tốt thật. Mà một cái nữa là cái độ dày của thẻ cũng tốt nữa, mà nó cũng cứng cáp. Và ngoài ra đồ họa ấy, thì các bạn nhìn là biết là của Miko liền. Các bạn có thể biết Miko qua, họa sĩ Miko qua những tựa game nổi tiếng như là The Series West Kingdom, hay như là Architect of West Kingdom, Paladin of West Kingdom, hay là cái series Valeria này đây, hoặc là cái series Raiders of the North Sea. Còn đây là cái bản chơi này. Cái bản chơi này được gặp lại, các bạn thấy nó cũng dày này, cũng không quá mỏng. Cái mà mình lo nhất là mấy cái bản gặp này này là những cái khúc nối, mình sợ nó mỏng. Nhưng mà cái bản này nó vừa đủ dày. Những cái thẻ bài này là thẻ bài nhỏ hơn này. Theo mình thấy thì nếu mình không nhầm ấy, thì cái thẻ bài này kích cỡ sẽ là Mini European. Thì các bạn có thể mua những cái Mini European sleeve ấy để bọc lại những cái sleeve này. Các bạn có thể mua những cái sleeve chất lượng cao ở Play Plus Việt Nam. Mình có thể để đường link để các bạn thấy được cái này. Này, các bạn thấy là những cái thẻ bài nhỏ này nó cũng được inline này, chất lượng tốt thật đấy. Và nó cũng cứng cáp nữa. Đồ họa cũng khá là ấn tượng. Mình thì đang phân vân không biết những người này là anh hùng, là phe tốt hay phe xấu nữa. Và thôi, cứ chơi thì biết. Còn cái tờ ngoài cùng này mình toán là Player Aid này, là cái tờ hướng dẫn cách chơi ấy. Nó có ghi lại luôn là cái thứ tự vòng chơi. Hợp lý, ngắn, gọn, nhỏ. Thành thật mà nói thì cái hộp này nó hơi quá to so với những cái thành phần trong game. Giá như cái hộp này làm nhỏ lại, không biết là trong cái hộp expansion này bỏ chung hai hộp vừa với nhau không nhỉ. Thì cái hộp này là cái hộp expansion campaign này. Như các bạn thấy thì cái chất lượng hộp làm nó khác hẳn, nó không có cứng như cái hộp kia, mà cái hộp này giống như một cái hộp giấy bình thường thôi, nên nó cũng hơi mỏng manh ấy. Đây không phải là lần đầu tiên mình thấy một cái hộp mà bản mở rộng nó làm như thế này. Có một số game bản mở rộng họ để họ tiết kiệm chi phí ấy, họ cũng đã làm như thế này rồi. Và đây là những thành phần trong cái hộp campaign. Đây là một cái quyển luật này. Ồ, cái này chắc là cũng là một dạng, nó có luôn là cái campaign, những cái chiến dịch ở trong này.
Đúng rồi, mỗi chiến dịch này nó có một cái cách setup khác nhau, một cái kiểu chơi và một cái điều kiện thắng khác nhau. Thì họ làm như vậy nó sẽ tăng độ đa dạng cho game, cũng như là tăng độ chơi lại của game nữa. Ủa, thành phần chỉ có chừng này thôi đấy. Là một cái thành phần mới màu vàng, cũng như là một loại thẻ bài mới nữa này. Bên này là chắc là những con quái mới, cũng là một loại thẻ bài vuông này. Chắc là những con quái mới trong cái bản mở rộng này không? Mình đoán ấy là tùy vào cái scenario, tùy vào cái chiến dịch mà chúng ta sẽ sử dụng những con quái này cho những cái chiến dịch đó. Đồ họa đúng là của Miko thì nó bắt mắt và rất là đặc trưng luôn. Nếu các bạn coi cái video clip về Shadow Kingdoms of Valeria của mình thì các bạn sẽ thấy là cái đồ họa nó cực kỳ tương tự luôn, nó cũng không khác gì nhiều hết á. Đặc biệt là khi mà họ cùng trong cái vũ trụ Valeria này. Còn chúng ta để xem trong cái thẻ bài, cái thẻ bài này là cũng là một cỡ mini European nữa này. Chúng ta sẽ xem bên trong nó có gì nhé. Mình thì đang thấy những nhân vật khác nhau, cũng như là những cái chức năng khác nhau và những câu chuyện khác nhau. Cái mà mình đang lo ngại bây giờ ấy, đó là với cái lượng tiếng Anh nhiều như thế này, nó không biết nó có trở ngại cho một số bạn không. Tại vì một phần ấy, cái game của Valeria, cái vũ trụ của Valeria thường là nó không bị phụ thuộc quá nhiều vào tiếng Anh. Tiếng Anh cơ bản các bạn vẫn chơi được. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau sắp xếp lại những cái thành phần trong cái hộp cơ bản cũng như trong cái hộp mở rộng này nhé. Tại vì cái hộp cơ bản như các bạn thấy nó quá mỏng manh, trong khi cái hộp mở rộng ấy thì lại nó có quá nhiều đất ở trong đó. Nào, bắt đầu thôi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ bỏ những cái thẻ bài này, chúng ta sẽ làm một cái bao ni lông riêng cho những cái thẻ bài, những cái thành phần của cái expansion, là của cái bộ mở rộng. Hình như cái bao ni lông này hơi nhỏ, kiểu phải bỏ một số lượng nhất định ấy thì nó mới vào được. Vừa khích này, khổ thật đấy. Cái này thì bỏ thì được, nhưng mà lúc lấy ra thì sẽ hơi phiền. Chắc bốt sẽ phải đổi cái bao ni lông to hơn tí. Thành phần tiếp theo là những cái thẻ bài mini size của cái expansion, cũng sẽ làm tương tự như vậy thôi. Dán băng keo và xong đó ghi tên thành phần vào đây. Và nhiệm vụ cuối cùng của mình thì đơn giản rồi, bỏ tất cả mọi thứ vào trong cái hộp Siege of Valeria. Thì chắc chắn là một điều là mình sẽ phải bỏ cái insert màu trắng này của cái hộp game, nó không cần thiết nữa rồi. Nhìn cũng không được bắt mắt lắm nhưng mà ít ra nó cũng có tác dụng. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng cái hộp expansion để làm đồ trang trí trong nhà nữa. Và đó cũng là phần kết của tập ngày hôm nay. Unbox the game Siege of Valeria, một trong những tựa game mới nhất tới từ nhà phát hành Daily Magic Games. Trong những tập tiếp theo, mình có thể sẽ làm một cái vừa học vừa chơi hoặc là playthrough trò chơi này. Đừng quên ấn nút like video hoặc là ấn nút đăng ký kênh để được theo dõi những nội dung liên quan đến board game một cách sớm nhất và nhanh nhất. Mình là Hải Đăng, đến từ Dungeons & Dragons. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.